Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả. Sau đây là điểm tin ngày 13 tháng 8 năm 2024. Việt Nam và Trung Quốc xem xét kết quả phối hợp kiểm soát, quản lý biên giới đất liền. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhận kỷ luật cảnh cáo của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Cựu nhân viên sân bay Nội Bài nhận tiền giúp chuyển ngà voi, sừng tê chịu án tù. Bộ Giáo dục Đào tạo và Đại học Luật Hà Nội lên tiếng vụ Thượng tọa Thích Chân Quang có bằng tiến sĩ mà chưa tốt nghiệp bổ túc văn hóa. Hòa Bình tạm đình chỉ chức vụ Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp. Cà Mau bắt giam cựu thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Hiển vì nhận hối lộ. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc vào chiều ngày 12 tháng 8 tại Hà Nội tiến hành hội đàm về kết quả công tác phối hợp giữa hai phía trong kiểm soát biên phòng khu vực, cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền. Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin cho biết dẫn đầu đoàn Việt Nam tham gia hội đàm là Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Phía Trung Quốc do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Di dân Quốc gia Lý Tuấn Kiệt dẫn đầu. Công tác phối hợp giữa hai phía trong lĩnh vực vừa nêu thuộc khuôn khổ thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc về thiết lập cơ chế phối hợp thực thi pháp luật 3 cấp trong kiểm soát biên phòng khu vực cửa khẩu và quản lý biên giới đất liền. Tại hội đàm, hai phía cho biết từ đầu năm cho đến nay, cơ quan chức năng hai nước đã phối hợp xử lý hơn 500 vụ với hơn 4.000 người xuất nhập cảnh trái phép. Bộ Chính trị và Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 13 tháng 8 họp xem xét thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên bị phát hiện có vi phạm khuyết điểm. Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng hai nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo của Bộ Chính trị. Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo của Ban Bí thư. Liên quan đến những vi phạm còn có trách nhiệm của Đảng đoàn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Minh Khái, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Cũng trong ngày 13 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam quyết định cho hai ông Đặng Quốc Khánh và Châu Văn Lâm thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Khánh thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang và ông Lâm thuộc đoàn tỉnh Tuyên Quang. Nhóm cựu nhân viên sân bay Nội Bài từng nhận tiền tỷ để chuyển ngà voi, sừng tê giác từ nước ngoài đưa về ra khỏi cảng hàng không nhận án tù nặng. Tòa án thành phố Hà Nội vào ngày 13 tháng 8 tuyên 9 năm tù đối với Dương Ngô Thu, cựu nhân viên Trung tâm An ninh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài theo cáo buộc tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm. Tòa cũng tuyên án từ 6 đến 9 năm tù theo cùng tội danh đối với 4 người khác. Trong số này, có 2 cựu nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam, chi nhánh Nội Bài là Phạm Huy Hùng và Nguyễn Đoàn Giáp. 2 người khác là Nguyễn Đình Tú ở Hà Nội và Lê Thị Hằng Nga ở Hà Tĩnh. Trong vụ này, có một người đang bỏ trốn là Nguyễn Hồng Vân. Tổng số tiền mà 3 cựu nhân viên tại sân bay quốc tế Nội Bài nhận trong vụ này là 5 tỷ 700 triệu đồng. Đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam được truyền thông nhà nước vào ngày 13 tháng 8 cho biết đã giao nhiệm vụ cho Cục Quản lý Chất lượng Tổng hợp Thông tin và tham mưu cho lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo việc xử lý các thông tin liên quan ông Vương Tấn Việt, pháp danh Thượng tọa Thích Chân Quang, không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 Bổ túc Văn hóa, khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin nói Cục Quản lý Chất lượng đang trong quá trình tiếp nhận thông tin, rồi sẽ có báo cáo lên lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo. Đại diện trường Đại học Luật Hà Nội vào ngày 13 tháng 8 cũng cho truyền thông nhà nước biết đã nắm được thông tin về việc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh báo cáo với Ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Nội vụ kết quả thanh tra cho thấy ông Vương Tấn Việt, Thượng tọa Thích Chân Quang không có tên trong danh sách cấp bằng tốt nghiệp cấp 3 Bổ túc Văn hóa khóa ngày 6 tháng 6 năm 1989. Trường Đại học Luật cho rằng, về mặt nguyên tắc, khi có văn bản chính thức của cơ quan quản lý, trường Đại học Luật Hà Nội sẽ thực hiện các quy trình theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo đối với trường hợp học viên sử dụng bằng giả để tham gia tuyển sinh, gian lận trong việc làm hồ sơ để được cấp văn bằng, chứng chỉ, v.v. Ông Trần Văn Thành, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình vừa bị tạm đình chỉ chức vụ sau hơn 2 tháng có quyết định khởi tố ông về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình trong ngày 13 tháng 8 được truyền thông loan đã ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ đối với ông Thành. Trước đó, ngày 30 tháng 5, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Thành, Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình, nguyên Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình. Cùng bị khởi tố về tội danh trên, còn có các ông Trịnh Ngọc Thủy, 53 tuổi và bà Đinh Thị Ngọc Hoa, 44 tuổi, cùng là Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình. Theo điều tra của Công an, vào năm 2018 và 2019, trong quá trình tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ quản lý của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình, ông Thành, Thủy và bà Hoa đã rút ngắn thời gian học nhưng vẫn lập hồ sơ quyết toán các khoản tiền chế độ cho học viên như dự toán được phê duyệt, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, quyền lợi lợi ích hợp pháp của cá nhân tham gia các lớp học. Ông Trần Hoàng Tỷ, thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, làm việc và bắt tạm giam ông Trần Hoàng Tỷ trong ngày 13 tháng 8. Tờ Pháp luật cho biết một lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau xác nhận tin trên, đồng thời cho biết ông Tỷ không được bổ nhiệm lại thẩm phán từ năm ngoái. Theo cơ quan điều tra, năm 2023, ông Tỷ có hành vi nhận hối lộ của bà CTKD, ngụ huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, số tiền 80 triệu đồng để giúp bà D và chồng được thắng kiện trong vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất mà ông Tỷ được phân công giải quyết. Hẹn gặp lại quý vị trong điểm tin ngày mai. Chúc quý vị một buổi tối bình an.